Xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại đến Thường Tính. Video này tôi xin dẫn các bạn thay cái bàn phím của con máy laptop Sony Vaio. Cái con laptop này nó rất là khoai. Và khi bạn thay bàn phím, bạn phải tháo hết cả vặn cái ốp lưng đây nha. Đây cái mô đây của nó đây. Sony Vaio SVF142C1 với kép kép. Tôi cho các bạn nhìn rõ nhé. Đập. Con này mà phải tháo cái này vặn hết cả ốc này, tháo pin. Rồi sau đó bỏ cái nắp này ra. Và tiếp tục vặn ốc này. Ốc ở đây quanh cái mên này, nhấc cái mên này. Nhấc cái quạt ra. Rồi cậy cái miếng này lên. Miếng này xong cho bàn phím vào. Đây, cái cáp bàn phím này. Sau đó mới lắp cái miếng này. Mới đến cái main này. Bây giờ tôi lắp lên đây. Và bây giờ tôi sẽ để cái bàn phím cũ của nó đi. Nó úp xuống này mà. Đây nó như này. Bên dưới nó quay sang đi. Bây giờ tôi sẽ lắp thêm. Bây giờ tôi sẽ đang lắp dần vào đây. Bây giờ tôi sẽ tắt tiếng và cho các bạn xem nhé. Vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thay bàn phím laptop Sony Vaio. Cái con máy này với con máy này thì các bạn hết sức cẩn thận nhé. Các bạn tháo từng con ốc một, nhìn kỹ, quan sát kỹ nhé. Tháo hết mainboard ra mới thay được nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.